sáng ra tới bụng lục cái tủ lạnh mà thấy hỏng có gì ăn. Chị đẹp lại không có nhà nên thôi phải tự lực cánh sinh. Nhà còn cái gì thì cho vô cái chảo này hết. Mà cho ra được dĩa cơm chiên nhìn hấp dẫn đơn thua gì ngoài quán đâu. Bởi nhiều lúc nhà không có gì ăn thì cái khả năng sinh tồn mình nó mới trỗi dậy. Nhìn tấp bên trong cái dĩa này còn nhiều hơn cơm nữa. Ăn muỗng nào là dính muỗng đó, không biết ai chiên mà ngon dữ gì ta. Mà suy nghĩ ăn hết cái chảo đó thì mình còn cái gì nữa mà ăn. Tự nhiên quay qua thấy mấy bé gấu này của nhỏ em mua về không biết để làm gì mà dễ thương quá ta. Ở trong nhà mà đội nón chi vậy? Để mở ra cho mát rồi sẵn cho xin mấy cục kẹo luôn nha. Nhìn mấy cục kẹo dễ thương ghê ấy, mà còn có vị trái cây chua chua ngọt ngọt nữa. Đúng ngay lúc nhà không có gì ăn thì ngồi nhai nhai mấy bé này cũng hợp lý. Mà gia đình bác gấu là khoái nhất là cái bé này nè. Nhìn dễ thương ghê không nỡ ăn luôn á. Mà thôi cho xin miếng nha. Cái này mà để chưng hay là tặng crush thì cũng được á ha. Vừa đẹp vừa ăn ngon kiểu gì mà không khoái. Mà nói chứ ăn mấy cục kẹo thôi cũng còn buồn miệng lắm. Chợt nhớ ra hôm bữa chị đẹp rinh về mấy bịch thạch này. Để mình xô hai bịch. À thôi thêm bịch nữa thấy đi. Chị đẹp lâu lâu ăn cái này hoài mà bữa nay chị đẹp không có nhà thì để đó cho mình. Mấy cái thạch này nhiều vị ghê á, vị nào cũng chua chua ngọt ngọt dễ ăn lắm. Ngoài thạch dai dai giòn giòn ra thì ở trong còn có xíu nước trái cây theo từng vị nữa. Ừ, nhất là mấy cái vị nho lụ với yogurt này nè. Còn mấy vị kia chưa ăn chưa biết để giờ ăn luôn. Mà nói chứ ăn mấy cái món lặt vặt vậy làm gì no nên cái hộp này mới xuất hiện nè. Sáng giờ là khởi động sương sương thôi, tới cử trưa ôm cái hộp này thì nó mới hợp lý. Cũng lâu rồi chưa có ăn gà ủ muối, nhớ cái lớp dai 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 giòn giòn này ghê á. Một hộp này là có một con rồi chứ có nhiều đâu. Rồi gặm sương sương nguyên con này cho nó qua cử thôi.